Sau nhiều thập kỷ bị cấm vận, giờ đây khi quan hệ giữa Mỹ và Cuba đã bình thường hóa, đặc biệt là sau chuyến thăm Cuba của Tổng thống Barack Obama, thì âm nhạc của Mỹ đã bắt đầu trở lại nước này. Và mới đây nhất là đêm concert của ban nhạc rock Rolling Stone. Dưới thời của ông Fidel Castro, Rolling Stone, The Beatles và Elvis Presley là những cái tên bị cấm xuất hiện trên sóng radio lẫn truyền hình. Vì thế, sự xuất hiện của Rolling Stone lần này tại Cuba được xem là sự kiện lịch sử. Tôi nghĩ đêm nhạc này sẽ được ghi vào lịch sử, bởi từ trước đến nay, Cuba vẫn chưa có show nhạc nào lớn như thế được tổ chức ở đây. Đêm nhạc được diễn ra tại khu phức hợp thể thao của Cuba, nơi có sức chứa hơn 400.000 người. Cuba cũng chính là điểm dừng chân cuối cùng trong tour diễn Mỹ Latin của Rolling Stone sau Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru và Uruguay. Từ vị trí thứ 3 tuần qua, album Anti của Rihanna đã vượt Adele và Justin Bieber để thống trị bảng xếp hạng album bán chạy nhất của Billboard. Theo thống kê của Nielsen SoundScan, tuần qua, album Anti đã bán được gần 54.000 bản. Tính riêng thị trường Mỹ, kể từ ngày phát hành đến nay, album đã bán được gần 300.000 bản. Hiện Rihanna đang thực hiện chuyến lưu diễn châu Âu để quảng bá cho Anti.